Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải bài tập số 10 sách giáo khoa môn hình học 12 trang 27 bài ôn tập chương 1. Cụ thể bài tập số 10 như sau. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC, A', B', C' có tất cả các cạnh đều bằng A. A nhỏ tính thể tích khối tứ diện A', B', B', C. Thì chúng ta làm từng ý một, chúng ta làm ý A trước. Đó là tính thể tích khối tứ diện A', B', B', C. Thì chúng ta muốn tính này chúng ta coi là hình chóp tam giác và chúng ta sẽ sử dụng đỉnh là A còn đáy sẽ là B B phẩy C, được chưa? Thì thầy sẽ tìm cách hạ dựng cái đường cao hạ từ A phẩy xuống B B phẩy C, được chưa? Thế thì bây giờ thầy mới gọi M là trung điểm BC. Trung điểm BC. Điểm BC thì thầy sẽ suy ra ngay là A phẩy à trung điểm B phẩy C phẩy thì suy ra A phẩy M sẽ vuông góc với B phẩy C phẩy, cái này là do tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là đều, được chưa? Rồi và ta lại có đó là lại có BB phẩy cũng sẽ phải vuông góc, BB phẩy vuông góc với mặt A phẩy B phẩy C phẩy, hình lăng trụ đứng mà, nên suy ra BB phẩy vuông góc với A phẩy M, được chưa? Vậy từ hai cái này thì kéo đến một và hai đi, từ một và hai hai chúng ta sẽ suy ra A phẩy M sẽ vuông góc với mặt B B phẩy C, được chưa? Vậy chúng ta sẽ tính A phẩy M và tính cái diện tích B B phẩy C phẩy, B B phẩy C phẩy nha các em. Rồi rồi chúng ta bắt đầu nhá. B B phẩy C, B B phẩy C, ok. B B phẩy C. Rồi. Nó vuông góc với cả cái mặt này mà. Được chưa? B phẩy C và B B phẩy thì nó vuông góc với cả cái mặt này, hay nói khác nó vuông góc với B phẩy B C. Rồi. Tóm lại là bây giờ chúng ta sẽ phải tính A phẩy M và diện tích B B phẩy C, được chưa? Thì ta có S B B phẩy C sẽ phải bằng 1/2 B B phẩy nhân BC, đúng không? Tại vì B B phẩy vuông góc với BC mà bằng 1/2 A bình, được chưa? Tất cả các cạnh đều bằng A. Tiếp theo thì A phẩy M là đường A phẩy M là đường cao trong tam giác đều A phẩy B phẩy C phẩy, nên A phẩy M sẽ phải bằng căn 3 trên 2 A, đúng không? Tam giác đều này cạnh A mà. Được chưa? Đây này, từ do 1, được chưa? Do 1. Rồi. Vậy chúng ta sẽ có cái V. Cái V A phẩy B B phẩy C sẽ bằng 1/3 A phẩy M nhân S B B phẩy C, và sẽ bằng 1/3 A phẩy M là căn 3 trên 2 A này, nhân với diện tích cái này là nhân 1/2 A bình, và cái này sẽ bằng đó là căn 3 trên 12 A bằng căn 3 trên 12 A mũ 3, đúng không? Rồi, chúng ta xong ý A rồi. Em quan sát nhá. Rồi, để thầy sẽ làm ý B ra một tờ giấy khác để tránh các em hình nó rối nhá. Đây, ý B. Ý B thầy cũng vẽ hình khác cho các em rồi. Thì ý B người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi là mặt phẳng đi qua A phẩy B phẩy và trọng tâm tam giác ABC, cắt AC và BC lần lượt tại E và F, tính thể tích hình chóp CA phẩy B phẩy FE. Thế thì cách quan trọng là chúng ta dựng E và dựng F như thế nào, được chưa? Rồi, thì chúng ta cùng quan sát nhá. Bây giờ thầy mới gọi G. Gọi G là trung tuyến. À xin lỗi, gọi G là trọng tâm tam giác. Trọng tâm tam giác ABC đi, được chưa? Thế thì chúng ta phải tìm giao tuyến của cái mặt phẳng A phẩy B phẩy G với cái mặt đáy đi, được chưa? Thì chúng ta có đó là A phẩy B phẩy song song với AB, được chưa? Chưa? Rồi. Nên giao tuyến của mặt A phẩy B phẩy G với mặt ABC
sẽ bắt buộc là đường thẳng qua G, là đường thẳng qua G, là đường thẳng qua G và song song với AB đúng không? Và song song AB. Vậy ta dựng, vậy ta dựng đường thẳng qua G. Vậy ta dựng đường thẳng qua G và song song AB, và song song AB. Cắt CA, cắt CA tại E. CB, cắt CB. Cắt CB tại F được chưa? Tại F. Rồi. Bây giờ chung quy lại là chúng ta sẽ phải chứng minh, phải tính cái thể tích hình chóp C, C đâu? C A phẩy B phẩy F E được chưa? A phẩy B phẩy F E. Thể diện nối nó vào cho các em dễ quan sát hơn nhá. A phẩy B phẩy F E đây. Đây này. Và đây, đường này sẽ là nét đứt nha các em. Đây. Rồi, chúng ta chỉ nối, thầy chỉ nối nối, nối cái đáy vào thôi. Để tí các em quan sát cho nó dễ. Nào, chúng ta nối nối cái đáy vào thôi. Và thầy sẽ tách cái này nó ra thành hai cái mặt, hai cái khối để chúng ta tính cho dễ. Tính cái khối này khá khó đấy nên là chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta tách ra thì sẽ dễ tính hơn. Đây. Chưa? Thầy sẽ tách nó thành hai khối nhá. Hai khối đó là hai khối nào? Thế thì thầy mới có đó là V của C A phẩy B phẩy F E sẽ phải bằng V của thầy sẽ tính thành tách thành hai khối đó là B phẩy đến E F C, V của chóp B phẩy E F C được chưa? Khối còn lại sẽ là chóp chóp B phẩy A E C được chưa? B phẩy A E C cộng với V của chóp B phẩy AEC được chưa? Rồi. Nối thêm AEC vào cho các em dễ nhìn. Đây, được chưa? Chúng ta tách thành thể tích của hai khối đấy. Tóm lại bây giờ chúng ta phải tính thể tích hai khối đấy là xong. Thế thì muốn tính thể tích hai khối đấy thì thầy sẽ lại dùng công thức tính thể tích của chóp thôi, được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ tính để tính V chóp B phẩy EFC chứ nhá. Thì trước hết là ta có đó là tam giác, ta có này, và chúng ta làm ta có nhá, ta có đó là CE trên CA sẽ bằng CF trên CB đúng không? Nó sẽ bằng cái tỷ lệ CG trên cái C trung điểm này đúng không? Nếu thầy gọi trung điểm này là X thì sẽ bằng CG trên CX và cái này sẽ bằng 2 phần 3 được chưa? Tóm lại cái này sẽ bằng 2 phần 3 đúng không? Do là EF đi qua G và song song với AB mà. Rồi. Và cái này thì cũng bằng EF trên AB. Vậy chúng ta sẽ suy ra đó là tam giác CEF, tam giác CEF đồng dạng với tam giác CAB theo tỷ số là 2 phần 3 đúng không? Vậy SCEF sẽ bằng 2 phần 3 bình nhân với SCAB sẽ bằng 4 phần 9 nhân SCAB đúng không? SCAB và bằng 4 phần 9 nhân CAB là tam giác đều cạnh A nên cái tỷ nhân cái diện tích sẽ là A bình căn 3 trên 4, hay nói cách khác diện tích này sẽ bằng A bình căn 3 trên 9 được chưa? A bình căn 3 trên 9. Rồi. Được chưa? Thầy sẽ đặt nó sang bên này và chúng ta làm tiếp nhá. Đây, thầy đặt sang bên này. Rồi, chúng ta làm tiếp. Thì tính ra xong diện tích của CEF rồi thì chúng ta mới tính cái V của B phẩy CEF sẽ bằng 1 phần 3 nhân B phẩy B đúng không?
đường đường cao xuống cái cạnh xuống cái đáy CEF chính là B phẩy B nhân với S của CEF sẽ bằng 1 phần 3 nhân A bình căn 3 chia cho 9 và bằng A mũ 3 căn 3 trên 27, được chưa? A mũ 3 căn 3 trên A mũ 3 nhân căn 3 trên 27. Rồi. Xong một cái thể tích. Tiếp theo chúng ta sẽ tính thể tích của V B phẩy đến đáy AEC. Thì nếu ở đây thầy gọi M rồi, gọi N là trung điểm. Nếu bây giờ thầy lại gọi N là trung điểm. A phẩy C phẩy thì chúng ta đã suy ra đó là B phẩy N vuông góc với A phẩy C phẩy và A phẩy cũng vuông góc với B phẩy N đúng không? Nên chúng ta suy ra ngay B phẩy N sẽ vuông góc với cả cái mặt A phẩy C phẩy C, được chưa? Tóm lại B phẩy N chính là đường cao hạ từ B phẩy xuống cái đáy AEC, được chưa? Rồi. Rồi, thế thì chúng ta làm tiếp như thế nào? Chúng ta sẽ tính B phẩy N thì bằng A căn 3 trên 2. Cái này rõ ràng rồi, tại vì trong tam giác đều A phẩy, B phẩy, C phẩy mà. Còn bây giờ chúng ta phải tính S. A phẩy EC. B phẩy. Ở đây thầy viết nhầm, bên này phải là B phẩy. A phẩy EC nhá. Chúng ta sửa lại. Rồi, cái này các em sửa lại giúp thầy là A phẩy EC. Rồi. Rồi, thế thì diện tích của B phẩy A phẩy EC A phẩy EC thì sẽ diện tích của A phẩy EC sẽ bằng A phẩy EC sẽ bằng diện tích của A phẩy AC trừ đi diện tích của A phẩy E, được chưa? Mà diện tích cái đấy thì sẽ bằng đó là A phẩy C thì bằng 1 phần 2 A bình đúng không? A phẩy nhân AC hai cạnh này đều bằng A thì là 1 phần 2 A bình. A phẩy E sẽ bằng trừ đi 1 phần 2. Lúc nãy chúng ta vừa chứng minh CE trên CA là bằng 2 phần 3. Vậy thì EA sẽ bằng 1 phần 3 A đúng không? Nhân AE nhân A phẩy nha các em. A phẩy. A phẩy. Vậy thì chúng ta sẽ bằng đó là 1 phần 2 A bình này. Trừ đi 1 phần 2 nhân 1 phần 3 A nhân A và bằng 1 phần 2 A bình trừ đi 1 phần 6 A bình thì sẽ bằng 1 phần 3 A, được chưa? 1 phần 2 trừ 1 phần 6 và 1 phần 3 A bình, đúng không? Rồi, chúng ta tính xong cái S, A phẩy EC rồi. Vậy chúng ta sẽ có cái V của B phẩy A phẩy EC. Các em sửa lại giúp thầy cái này là A phẩy nhá. Thì cái này sẽ bằng A phẩy EC. Rồi, cái này thì nó sẽ bằng đó là nó sẽ bằng đó là 1 phần 3 B phẩy N nhân với S A phẩy EC bằng 1 phần 3 nhân A căn 3 trên 2 nhân 1 phần 3 A bình và cái này sẽ bằng A mũ 3 nhân căn 3 trên 18, được chưa? Vậy chúng ta tính xong rồi, vậy chúng ta sẽ kết luận V của C A phẩy B phẩy FE sẽ bằng hai cái cụm này cộng lại sẽ bằng A mũ 3 nhân căn 3 trên 27 cộng A mũ 3 nha các em nhân căn 3 trên 18, mẫu số chung ở đây là 54 thì cái này sẽ nhân thêm 2, cái này nhân thêm 3 thì nó sẽ bằng 5 căn 3 A mũ 3 trên 54, mẫu số, được chưa nhỉ? Đáp số sẽ là 5 căn 3 A mũ 3 trên 54. Đây chính là thể tích cuối cùng. Được chưa? Chúng ta kết thúc bài tập này tại đây.